đầu gối của tôi đau. Ôi không, Momo bị ngã rồi, hãy cùng giúp bạn ấy nhé. Đầu tiên, hãy khử trùng vết thương bằng cồn. Sau đó dán cao dán vào nhé. Các bạn nhỏ không được nhảy ra khỏi giường nhé. Bây giờ hãy tham gia lớp học nhạc nào. Xin chào cô May May. Các bạn yêu quý, hôm nay chúng ta sẽ sáng tác nhạc từ những chiếc chai nhé. Mỗi chai có một lượng nước khác nhau và âm thanh khi gõ vào từng chai nước là khác nhau. Hãy thử xem nào. Xe buýt. Tạm biệt
cô May May. Tạm biệt các bà nhỏ. Tạm biệt cô May May. Tạm biệt các bà nhỏ. Tạm biệt cô May May. Tạm biệt các bà nhỏ. Nhớ thắt chặt dây an toàn trên xe buýt nhé. Cảm ơn bạn.